Xin chào các bạn, ngày hôm nay công ty Vinmax xin giới thiệu tới các bạn một sản phẩm mới mang tên máy phun thuốc đa năng Kawasaki TK65. Máy phun thuốc Kawasaki TK65 là máy phun thuốc đa chức năng, có thể phun thuốc dạng nước, phun phân bón, phun hóa chất khử trùng, khử khuẩn, phun vôi bột, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm chi phí và nhân công làm việc. Bên cạnh đó, máy phun thuốc Kawasaki TK65 còn là một sản phẩm không thể thiếu để hỗ trợ cho công việc phòng chống dịch và dập dịch như sốt xuất huyết, tay chân miệng, dịch sởi, sốt phát ban. Ưu điểm nổi bật của máy phun thuốc đa Kawasaki TK65: kích thước gọn gàng, nhỏ, nhẹ, dễ mang vác di chuyển trong suốt quá trình làm việc. Động cơ Kawasaki 2 thì mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Bình chứa 14 lít với đầu phun xa, hạt xương nhỏ mịn, rút, tiết kiệm thuốc và bám thuốc lâu dài. Khởi động giật nổ dễ dàng. Để có thêm thông tin về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0961 269 946. Hãy like và follow kênh YouTube của chúng tôi để nhận thêm video về các sản phẩm mới nhất. Xin cảm ơn.